Chương 411, lên đài. Tiếng hét vang đột nhiên vang lên, nam tử áo xanh đã như chim ưng ập tới, ánh sáng như kim trúc lóe lên, cảm giác như cứng rắn không thể phá hủy, một quyền dũng mạnh chấn vỡ không gian, tiếng nổ vang vọng chân trời. Kẻ vừa ra tay khiến người ta chú ý nhìn lại, không ít người khẽ dùng mình. Nam tử đó tên gọi Thanh Hổ, cũng là một cường giả mạnh mẽ của một thế lực có máu mặt trên Bắc Thương Đại Lục. Đẳng cấp dù chưa thể sánh được với Tam Đại Thương hội, Tây cực điện này kia, nhưng cũng không phải quá yếu, thực lực thanh hổ không thua kém Ngô Động, lại dốc toàn lực ra tay, khí thế khiến người ta hồi hộp dồn dập. Chẳng biết đối diện công kích mạnh mẽ của Thanh Hổ, Mục Trần có bị ngăn lại hay không? Mọi người biết rõ, nếu Mục Trần bị Thanh Hổ cản lại, thì bước đi tiếp theo của hắn sẽ bị đám cường giả khác trong tầng này chặn đứng. Vì bọn họ cũng không yếu hơn Thanh Hổ, thì chẳng thể nào nhường bước cho một kẻ yếu ớt vượt mặt mình để lên tầng thứ hai, hưởng thụ thánh linh tẩy lễ hoàn mỹ. Trên những bãi đá tầng hai, bảy người ngạo nghễ đứng phía trên nhìn xuống. Chỉ có hạ du nhiên nhíu mày khó chịu. Hắn muốn lên tầng 2, thì phải có lực chấn nhiếp trước thanh hổ. Nếu không thể kinh sợ được đám cường giả không kém cạnh kia, thì hắn khó mà bước tiếp lên tầng trên này. Ồ, oh, liễu ảnh thì cười nhạt, rừng rưng nhìn mục trần. Ấm, um, quyền phong đáng sợ sắc bén đủ để đánh chết một gã thông thiên. Cảnh hậu kỳ lúc này đã ập tới. Hiển nhiên thanh hổ ra tay lập tức tung sát chiêu. Tốc chiến tốc thắng, căn bản không có ý định nương tay. Quyền phong dữ dội lạnh lùng như thủy triều cuồng nộ vỗ vào Mục Trần, linh lực hắc viêm bừng cháy từ cơ thể Mục Trần, hắc lôi điện lẹt xẹt bắn ra, làn da hóa thành một màu tối, thân thể cao thêm một xích, hai đường lôi văn hiện lên trong lồng ngực, nhị văn lôi thể, không khí xung quanh hắn hoàn toàn bị lôi điện chấn nát, sức mạnh mênh mang bát ngát như biển bồng bềnh trong cơ thể hắn. Mục Trần không hề đổi sắc, áo bò bay phất phới, sông tới, quyền trong lôi điện hắc ám tung ra, quyền kình sấm sét chẳng chút tránh né, ầm! Um. Nắm tay chớp lóe hắc lôi, hùng dũng đối chiến với quyền kình hung hãn của Thanh Hổ. Hai quyền sấm sét phá nát không gian xung quanh, dư kình bắn ra tám hướng, không khí nổ tung biến mất, hình thành một vùng chân không. Sắc mặt Thanh Hổ thì biến ảo khó tưởng tượng. Sức mạnh từ nắm đấm của Mục Trần Bá Đạo Tuyệt Luân, như cửu thiên lôi với tư thái hung mãnh phá tan quyền kình của hắn, ập vào cơ thể, tầng phòng ngự linh lực nhanh chóng vỡ nát. Một họng máu tươi từ trong cổ phun ra, Thanh Hổ uy mãnh lại run lên bần bật một phát bị đánh bay đi, rơi xuống một bình đài, khiến cho nó nứt ra dữ dội, lui mười mấy bước mới giữ được thăng bằng. Đám cường giả xung quanh lặng ngắt như tờ. Không ít cường giả biến sắc kinh ngạc, ánh mắt nhìn lại Mục Trần đã thêm cảnh giác e ngại. Trước đây chỉ nghe nói Mục Trần phế bỏ một tay ngô động chứ không chính thức nhìn thấy, nhưng diễn biến vừa xảy ra đã cho biết chuyện kia chẳng phải tin đồn. Tên nhóc đến từ Bắc Thương Linh Viện thật có tư cách. Trên tầng thứ hai, Hạ Du Nhiên hào hứng kinh hỉ, rồi cũng tỏ ra tấm tắc quyền của mục trần khi nãy quá cương mãnh ngay cả thanh hổ cũng chỉ một quyền đã bị bức lui thê thảm một tên thông thiên cảnh sơ kỳ có thể mạnh như thế sao bây giờ nàng mới lờ mờ đoán được tại sao mục trần được đại diện bắc thương linh viện với thực lực chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ tên này rất bất phàm liễu ảnh gần đó thì nheo mắt mặt mày âm u thanh hổ xóa đi vết máu trên mặt nhìn lại mục trần lui ra sau hai bước hắn chẳng nói tiếng nào nhưng hành động cho thấy hắn sẽ không ngăn cản nữa còn ai muốn ra tay mục trần nhìn quanh một vòng cất giọng hỏi giọng nói cường hãn bá đạo thần sắc không chút e ngại khiến cho người ta bất giác cảm thấy nề nang những cường giả trong tầng ba biến sắc ánh nhìn đầy kiêng rè bọn họ quá lắm cũng chỉ ngang ngửa thanh hổ tên kia chỉ một quyền đánh bay hắn vậy thì chiến lực chân chính đã vượt xa bọn họ mặc dù khó hiểu làm thế nào bề ngoài chỉ có thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ mà mục trần lại mạnh như thế nhưng họ cũng không đủ can đảm để kiểm chứng lại lần nữa tất cả đều im lặng Mục Trần mỉm cười, nhị văn lôi thể mạnh mẽ thật ngoài dự đoán, hiệu quả kinh sợ phải nói là hoàn mỹ. Đa tạ, Mục Trần không khách khí tiếp tục bay lên tầng 2, nơi mà vô số cường giả mong ngóng thèm thuồng. Người đủ tư cách đứng ở đây, đều là những nhân vật hàng đầu trong lớp cường giả thế hệ mới của Bắc Thương đại lục, đến lúc cuối sẽ có đại chiến kinh thiên, để họ thật sự nhận được tư cách thánh linh tẩy lễ. Ánh mắt lợi hại, Mục Trần bay lên cao, đáp xuống bình đài ở tầng thứ 2, bên ngoài Thánh Linh Sơn, trên bầu trời vô số những thủ lĩnh các thế lực thượng vàng hạ cám đứng lơ lửng trong không trung nhìn vào khe không gian phía trước một bức màn sáng choang đang chiếu lại cảnh tượng nơi cửu thiên thang nhưng nhìn rõ nhất cũng chỉ có tầng thứ hai cảnh tượng bát nháo ở những tầng dưới thật không đáng cho những thế lực hàng đầu chú ý thái thương viện trưởng khoanh tay đứng một phương sắc mặt đạm mạc nhìn cảnh tượng trên đó bảy người ngạo nghễ nơi tầng hai đều là cường giả hàng đầu thế hệ mới trên bắc thương đại lục nhưng không có mục trần quanh đó có vài ánh mắt nhìn qua lão như có như không. Đặc biệt là đám người Long Ma Cung, Hắc Long Chí Tôn nhách môi nhàn nhạt, nhạt khinh rẻ. Tiểu tử mục trần kia ngay cả tư cách leo lên cửu thiên thang còn không đủ sao. Vậy thì mặt mũi Bắc thương linh viện lúc này mất hết rồi. Cử ra đại diện, thế mà tư cách lên đỉnh để giao chiến cũng không có. Hắc Long Chí Tôn châm chọc liếc sang thái thương viện trưởng, rồi chợt liếc xuống một vùng đất bên dưới, ánh mắt lóe lên lành lạnh. Thái thương, hôm nay ta sẽ cho ngươi đến không kết quả gì, và rồi Bắc Thương Linh Viện cũng sẽ tan nát đến từng viên gạch. Thái Thương Viện trưởng thì chẳng mảy may chú ý đến hắn, chỉ chăm chú theo dõi quần sáng kia. Phía sau Thái Thương Viện trưởng, Lạc Ly và Linh Khê cũng đang chăm chú theo dõi. Linh Khê nhíu mày, lẩm bẩm, sao lại thế này? Với thực lực mục trần, không có khả năng hắn không thể lên đỉnh. Linh Khê tỷ đừng sốt ruột, hắn sẽ xuất hiện. Lạc Ly mỉm cười nhẹ nhàng, nàng rất tin tưởng mục trần. Linh Khê chỉ đành gật gù, chợt giật mình nhìn lên quầng sáng cùng lúc đó ở bắc thương linh viện trên không trung của linh viện một quầng sáng còn to lớn hơn đủ để khắp nơi trong viện đều có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong cũng giống y như vậy đang phản chiếu hình ảnh cửu thiên thang vô số đệ tử lăng không đứng bên dưới biển người nghìn nghịt chật cứng chen chúc nhau ở những vị trí đẹp nhất trầm thương sinh lý huyền thông tô huyên hạc yêu những đệ tử có máu mặt trong viện đều đang quan sát bảy người trong đó yên tĩnh ngạo thị quần hùng, khí phách oai dũng khiến kẻ khác bị áp lực ghê gớm. Hầu hết đệ tử Bắc Thương Linh Viện đều tim đập thình thịch tự hỏi, đó là những nhân vật cường giả hàng đầu thế hệ mới của đại lục đó sao? Quá lợi hại, nhưng còn, mục trần đâu? Sao vẫn chưa thấy bóng dáng? Nhiều người nghi hoặc lo lắng, chợt có động tĩnh thu hút ánh nhìn của tất cả. Một quang ảnh như tia chớp xé toang không trung, nhanh như chớp đáp xuống, bóng người oai dũng quen thuộc hiện ra trong quầng sáng. Uỳnh, thân hình nện xuống bình đài tầng 2, thiếu niên ung dung ngạo nghễ chẳng kém. Hoan hô! Cả bác thương linh viện gieo lên cổ vũ, la hét dầm trời. Mục Trần xuất hiện rồi. chương 412, tư cách. Cửu thiên thang, tầng thứ hai. Mục Trần hạ xuống bình đài, bảy người lập tức nhìn lại, cái nhìn mang theo cảm xúc bất đồng. Kinh hỉ, lạnh lùng, tò mò, hờ hững. Mục Trần liếc nhìn xung quanh, tính cả hạ du nhiên là bảy người. Chắc chắn đây là những người mạnh mẽ nhất trong Thánh Linh Sơn, chưa giao đấu với một ai, nhưng hắn biết bất kỳ ai cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hạng người như ngô động thanh hổ đây mới là ải khó nhằn nhất dĩ nhiên tính cả tên khó chơi đáng ngại nhất mục trần nhìn qua ma hình thiên ánh mắt tịch mịch cũng đang quan sát hắn chẳng biết có cảm xúc gì không chút sát khí nhìn cứ như không quen không biết nhưng lại khiến hắn lạnh gáy tên này mới là kẻ đáng sợ thực sự không khí đang quỷ dị trầm lặng lúc này lại càng thêm áp lực duy chỉ có hạ du nhiên thoải mái yên lặng lướt tới nắm tay mục trần lui sang một bên giải cứu hắn ra khỏi áp lực tứ phía. Sao giờ mới tới? Hạ Du Nhiên thì thào hỏi. Lúc đó bị thương nên phải tốn thời gian một chút. Mục Trần mỉm cười rồi lấy ra ngự phong linh châu trả lại cho Hạ Du Nhiên. Đa tạ hạ học tỷ. Hạ Du Nhiên nhận lấy, mỉm cười xã giao. Khá lắm, bản lĩnh lắm. Thật ra ta không nghĩ ngươi đủ sức sông đến tận đây, đánh giá thấp ngươi quá rồi. Mục Trần đảo mắt nhìn quanh bình đài đầy áp lực, đứng đây làm gì, đám người này không leo lên tiếp cũng không đánh nhau, chỉ tạo ra áp lực, rồi đứng chân chân như cọc gỗ, khiến hắn cũng không biết như thế nào. Thánh linh tẩy lễ từ chỗ đó giáng xuống. Hạ Du Nhiên chỉ tay lên đỉnh cao nhất cửu thiên thang, có một luồng sáng lớn như thái dương, ánh sáng tản ra chói lóa, dao động đáng sợ bồng bềnh. Từ nơi đó, Mục Trần hơi giật mình. Cửu thiên thang này, lên tầng càng cao càng có khả năng hấp thụ tẩy lễ lực càng mạnh, càng xuống sâu bên dưới thì càng yếu. Nhưng vấn đề hiện tại là ai mới đủ tư cách lên tầng một kia, tẩy lễ lực không phải bất tận không dứt số người đứng trên tầng một càng ít thì tẩy lễ lực sẽ càng mạnh hơn mục trần lúc này mới hiểu ra thì ra cả bảy người ở đây đều có thể lên tầng một nhưng không ai muốn tẩy lễ lực kia chia đều cho cả bảy người tất cả đều muốn áp chế phần còn lại một mình hưởng thụ tẩy lễ hoàn mỹ nhất vấn đề chính là không có ai trong số họ đủ sức áp chế toàn bộ sáu người còn lại mạnh như ma hình thiên có lẽ cũng chỉ đủ sức thắng một trọi một hắn cũng không ngu đến mức vọng tưởng một mình chấp sáu có thể hạ gục sạch sẽ rồi một mình lên đỉnh do đó trước khi tẩy lễ lực chưa xuất hiện rằng co giữa bọn họ vẫn tiếp tục diễn ra lúc này lại có thêm mục trần leo lên cục diện càng khó phân mục trần giật mình bất giác nhìn qua liễu ảnh gần đó đang đằng đằng sát khí nhìn hắn tầng hai này đã đầy e rằng không chứa kẻ thừa thải liễu ảnh thản nhiên cất tiếng nhất thời mọi người đều nhìn sang mục trần dĩ nhiên họ biết ngay mục tiêu của liễu ảnh nhưng bọn họ đâu có ý kiến làm gì, việc Mục Trần dám xông lên định chia chác tẩy lễ lực, bọn họ cũng đâu có thích. Cả bảy người đều biết khá nhiều về thực lực của nhau, đều tỏ ra kiêng rè kẻ khác. Còn như Mục Trần là cái gì? Thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ, chiến lực kinh người cả thanh hổ cũng không ngăn được, nhưng có thấy đám người như thanh hổ, cũng chỉ biết thành thật yên lặng đứng dưới tầng 3 hay sao mà còn chen chân lên đây. Ở cái nơi này, cấp bậc phân chia rất rõ ràng, người có sức mạnh ra sao thì phải biết rõ, dạng như thế thì ngoan ngoãn đứng bên dưới, hưởng thụ bát canh tàn sót lại của bọn ta, có được tẩy lễ hay không thì phải xem vận mệnh của ngươi thôi. Liễu Ảnh, Hạ Du Nhiên tức giận trừng mắt Du Nhiên, quy tắc thế nào ngươi cũng phải rõ, không ai muốn có thêm người ăn chia tẩy lễ lực vốn đã ít ỏi, những ai đứng được nơi đây đều hơn người vượt bậc. Ngươi nhìn lại xem, kẻ kia ngoài ngươi ra, thì ai cho phép hắn đứng đó? Ha ha, Du Nhiên. Liễu Ảnh nói đúng, nếu kẻ nào cũng được phép lên đây chia chác thì thật là lộn xộn bên dưới bao nhiêu kẻ cũng chen chúc theo đến thì thật là phiền phức không nhỏ đồng uyên cũng lên tiếng đám còn lại thì thờ ơ hững hờ nhưng dễ dàng nhận thấy họ cũng nghĩ như thế chỉ có ma hình thiên vẫn hờ hững chẳng mấy quan tâm ánh mắt tịch mịch cũng chú ý mục trần nhiệm vụ của hắn chủ yếu là giết mục trần đoạt lại trí bảo của long ma cung nhưng nếu tên kia thảm bại dưới tay liễu ảnh thậm chí bị giết thì thật ra hắn cũng không thích lắm mục trần vẫn bình tĩnh trước việc liễu ảnh làm khó dễ việc này hắn cũng đã dự đoán trước nếu như đám người này im lặng cho hắn đứng đây, thì mới thật sự khiến cho hắn lo lắng bên trong có quỷ hay không. ngươi, hạ du nhiên tức tối. du nhiên, giữa chúng ta có quan hệ hôn ước, ta khuyên ngươi không nên xen vào, bằng không để cho mọi người tức giận cả ngươi cũng đá ra ngoài, thì hành trình thánh linh sơn của ngươi phải tay không trở về rồi. liễu ảnh cười nhạt đe dọa, vậy cứ đến thử xem. hạ du nhiên hừng hừng nổi giận, định xông lên làm rõ trắng đen, nhưng bị mục trần dơ tay chặn lại. hạ học tỷ, đa tạ nhưng mà chuyện thế này ta cũng không nên để nữ tử ra mặt bảo vệ cho ta. Mục Trần mỉm cười, hắn cũng không muốn liên lụy Hạ Du Nhiên phải chịu công kích của mọi người. Hạ Du Nhiên tức tối trừng mắt, dĩ nhiên hiểu được điều hắn nói, nhưng rất căm tức lời nói của Liễu Ảnh. Ha ha, cũng khiến ta kinh ngạc một chút, còn nghĩ ngươi sẽ để nào che chở ấy chứ? Liễu Ảnh nhếch môi châm chọc. Trước đó ở Thánh Linh Các, Ma Hình Thiên định ra tay chém chết Mục Trần, thì một cô gái kia đã ra mặt bức lui Ma Hình Thiên, nếu không thì hắn đã sớm là một cái xác không hồn đối mặt nhạo báng của hắn mục trần chỉ cười nhạt chậm rãi tiến lên đảo mắt nhìn quanh muốn đứng đây thì cần có tư cách gì liễu ảnh nghe thấy nhách môi cười càng giữ đơn giản chứng minh ngươi đủ tư cách chứng minh thế nào mục trần hỏi lại sắc mặt lạnh nhạt liễu ảnh chậm rãi tiến lên đứng trước mặt mục trần chỉ vào mặt hắn giọng nói vang vang khắp tầng hai sống được trong tay ta là đủ nghiêng đầu cười nói tiếp báo cho ngươi biết ta không thích luận bàn, nếu đã ra tay thì không chết cũng tàn phế. biết run sợ thì thì mau chóng lăn xuống dưới cho ta. Uỳnh! linh lực dũng mãnh bùng nổ, mọi người kinh ngạc khi thấy mục trần như quỷ mị lao tới liễu ảnh, một cước đầy linh lực mạnh mẽ cuốn tới, cước kình như một ngọn roi hung hãn tấn công liễu ảnh. chát, cước uy mãnh đập vào cánh tay che chắn trước mặt liễu ảnh, dư lực bắn ra tứ phương, bình đai nứt nẻ trước va chạm đáng sợ đó. liễu ảnh ngẩng lên tươi cười lạnh lẽo dữ tợn, thanh âm tràn ngập sát khí lại vang lên. Ha ha, thật là lựa chọn rõ ràng, bất quá ngươi thật chán sống rồi. Chương 413, đấu liễu ảnh. Cửu Thiên Thang tầng thứ 2. Uỳnh. Cước kình như một ngọn roi chùy công kích Liễu Ảnh, khiến mọi người ngạc nhiên ra mặt. Không ai ngờ Mục Trần chẳng nói chẳng rằng trực tiếp ra tay tấn công trước. Tiểu tử thú vị, Đồng Uyên mỉm cười, hứng chí xem diễn biến. Hắn cũng muốn biết xem thiếu niên thông thiên, cảnh sơ kỳ lấy đâu ra dũng khí mà khiêu khích liễu ảnh như vậy hạ du nhiên nắm chặt tay mặt lo lắng lúc nãy mục trần cường hoành sông ải thanh hổ nhưng liễu ảnh hoàn toàn vượt trội đám người kia tên đó rất đáng ghét nhưng lại đã vượt qua thân thể nan dù vậy lúc này nàng có lo hơn cũng chẳng ích gì mục trần muốn vững vàng trụ lại trên này thì phải chứng minh hắn đủ tư cách bằng không thì cho dù nàng có ủng hộ cũng sẽ trở thành tâm điểm cho mọi người công kích chẳng có tác dụng gì tốt mục trần lần này chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi. Hạ du nhiên nhủ thầm trong lòng, nếu hắn có thể kinh sợ liễu ảnh, thì sẽ chân chính đủ tư cách chia phần tẩy lễ lực. bằng không thì phải ngoan ngoãn rời khỏi tầng hai. liễu ảnh nhách môi cười dữ tợn, lạnh lùng nhìn mục trần. nghe nói sức mạnh cơ thể của ngươi tốt lắm a. À? lời vừa dứt, hắn vung chảo như ưng, đầu ngón tay lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, kình phong sắc bén cấu vào đùi mục trần. chảo phong cắt qua, những tiếng gió vang lên để lại dấu vết không gian bị cắt xé. Mục Trần nheo mắt, đột nhiên đập tay trên không, xoay tròn thân hình, cước kình hùng phong như chớp giật đá liên hồi vào chảo kình của Liễu Ảnh. Bốp, bốp, chảo phong gào thét, cao xé đỡ lấy từng cước ảnh. Bất chợt chảo hóa thành quyền, một đấm mạnh mẽ nện vào lòng bàn chân. Chát, thân hình Mục Trần run rẩy văng ra một đoạn. Mục Trần vừa hạ xuống, chân rậm mạnh xuống bình đài, thân hình hóa thành tàn ảnh lướt đi. Xẹt xẹt, trên thân thể hắc lôi lóe ra, hai đạo lôi văn hiện lên trên ngực, sức mạnh cuồn cuộn lan trong từng thớ thịt, bất ngờ bùng nổ. Quyền đánh ra đơn giản không hoa mỹ, linh lực hắc ám ảo ạt như thủy triều, huyết tinh sôi trào, sức mạnh cường hãn. Không khí nổ tung, quyền theo đó lướt tới áp bức. Uy thế áp lực mạnh mẽ khiến đám người đang đứng an tĩnh dưới tầng ba kia cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Quyền kinh của Mục Trần lúc này càng mạnh mẽ hơn, hắn định ngạnh đấu với Liễu Ảnh. Tên kia đã vượt qua thân thể nan rồi, sức mạnh cơ thể thì những người có tu luyện thần quyết luyện thể cũng khó sánh được. Không biết trời cao đất rộng, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh cơ bắp. Liễu ảnh cười khẩy, thân thể toát ra những ánh sáng u ám, nhìn như sắt thép đúc thành. Hắn xông tới, tay thẳng như thương, quyền mạnh như sấm, đấm thẳng vào đầu quyền của mục trần. Quỳnh! Hai đấm đối trọi, bề mặt bình đài bằng đá cứng nhưng lúc này lại lượn sóng như nước, rồi nhanh chóng hóa thành bụi phấn. Lực trùng kích lan tỏa ra xung quanh, mục trần run rẩy lùi lại, mỗi bước lui đẩy đi dư kình khiến cho không khí cũng bị chấn vỡ lát sau mới ổn định lại được thăng bằng gương mặt nghiêm trọng vô cùng so với mục trần liễu ảnh chỉ lùi về một chút nhưng sắc mặt cũng không mấy vui mừng đắc ý mà lại càng thêm âm u ngoan độc hắn biết dù đối chiến vừa rồi mình chiếm thượng phong nhưng cũng chưa đả thương được mục trần mà quyền vừa nãy thừa sức đánh gãy tay một gã thông thiên cảnh hậu kỳ thân thể của đối thủ quả nhiên dũng mãnh không yếu hơn hắn bao nhiêu xem ra tên kia tu luyện thần quyết luyện thể rất ư cao Mục Trần xoa xoa nắm đấm, lạnh lẽo nhìn qua Liễu Ảnh. Sau khi vượt qua thân thể nan, sức mạnh cơ bắp lại cường hãn đến vậy sao, còn cao hơn cả nhị văn lôi thể, khó trách những cường giả thông thiên cảnh căn bản không đủ sức đối phó. May mà hắn đột phá lôi thần thể kịp lúc, bằng không đem ra so đấu chắc chỉ có nước chạy như vịt. Thân thể quả nhiên đáng gờm, vừa nãy ngươi đánh lui thanh hổ nhờ vào ưu thế này chăng? Bất quá, ngươi nghĩ ta chỉ biết dùng cơ bắp thôi sao? Nói dứt lời, linh lực cường đại từ cơ thể hắn bùng phát, uy áp mạnh mẽ bao phủ khiến không ít người biến sắc. Liễu Ảnh chẳng cho Mục Trần nhiều thời gian suy nghĩ phản ứng, lập tức xông lên, lăng không chụp một chảo. Linh lực xám cho như mũi tên bắn tới hướng vào những yếu huyệt trên người Mục Trần. Rào o, Long Ảnh xuất hiện, thân hình Mục Trần phốc một tiếng biến mất tăm. Những tia linh lực xám cho xuyên thủng tàn ảnh hắn để lại, lập tức xé nát nó ra. Một kích thất bại, Liễu Ảnh vung tay lên, những cái bóng khác từ cơ thể hắn bay lên trời, phô thiên cái địa ập xuống như cơn mưa tên che mất ánh sáng. Xem ngươi chạy nhanh đến đâu, liễu ảnh cười gần, hạ tay xuống, vũ tiễn ngập trời ập xuống, phạm vi công kích cực lớn, thanh thế đáng sợ khiến người ta run rẩy. Liễu ảnh chân chính ra tay, thực lực mạnh mẽ khiến mục trần thấy rõ áp lực rất lớn, đối thủ mạnh mẽ như thế rất khó giải quyết. Mưa tên sắc bén dị thường, như kiếm khí lại mang thêm vẻ âm u đáng sợ, hắn không dám coi thường. Mục Trần hít sâu một hơi, hai tay hợp lại, linh lực hắc viêm bừng cháy, trong một tiếng chuông ngân hóa thành một tòa hắc tháp to lớn bảo vệ lấy thân thể hắn. Keng keng, mưa tên bắn vào cự tháp khiến nó hơi rung chuyển, những vết ngấn dày đặc hiện ra trên thân tháp, thế nhưng lực phòng ngự cường hãn của nó lại tỏ ra rất chắc chắn trước công kích diện rộng thế này. Chiến đấu dữ dội trên cao khiến tình hình bên dưới tạm lắng xuống, hầu hết mọi người đều đang kinh ngạc chăm chú quan sát tình hình cường giả đỉnh cấp chiến đấu. Trên kia, nhiều kẻ cực kỳ kinh ngạc khi Mục Trần khiến Liễu Ảnh phải tung ra công kích đáng sợ như thế vậy mà vẫn bình an vô sự trước thế công đang sợ mà thậm chí đừng nói thông thiên cảnh sơ kỳ cho dù là thông thiên cảnh hậu kỳ cũng khó mà đỡ nổi tên nhóc bắc thương linh viện cũng khá độc đáo liễu ảnh mặt mày âm u sát khí bạo tăng ba lần bốn lượt chưa giải quyết được mục trần khiến hắn bắt đầu thấy nôn nóng trên bầu trời hát tháp chậm rãi biến mất mục trần lại xuất hiện ánh nhìn đối với liễu ảnh càng thêm lạnh lẽo bằng vào tốc độ chạy trốn của thỏ và cái mai cứng của rùa thì cũng chẳng ai cho phép ngươi đứng chỗ này liễu ảnh lạnh lùng mỉa mai. Mục Trần nhếch miệng cười, chẳng đáp lời, tay kết ấn. Linh lực trong cơ thể lại bùng lên, ấn pháp biến ảo, không gian sau lưng lóe lên những vị tinh tú. Rào o, bạch hổ bước trên sao trời, huyền vũ cưỡi sóng xuất hiện, chu tước gọi bão lửa hừng hực, hư ảnh ba thần thú toát ra dao động kinh người. Ô hô, rốt cục cũng định công kích à? Bất quá nếu chỉ có như vậy, thì ngươi phải chịu mất mặt rồi. Vậy ư, mục trần cười, tay lại kết ấn dị dạng huyền ảo, lạnh lùng lên tiếng, thế này nữa thì sao? Rào o. Tiếng rồng gầm rú kinh thiên từ trong tinh tú vang vọng, linh lực hùng hậu hội tụ thành một con cự long xanh biếc, uốn lượn chiếm cứ một vùng trời, uy áp thần thánh tỏa ra áp bức thiên địa. Như thần long hạ phàm, tứ thần tinh, túc kinh, thanh long thần ấn. Chương 414, chấn nhiếp. Long khiếu dung trời, thanh long bay lượn trên cao toát ra uy áp khiến cho đám người mấy tầng dưới phải biến sắc trên tầng hai hạ du nhiên đồng uyên và đám còn lại sắc mặt cũng nghiêm túc hơi có vẻ kinh hãi thế công này của mục trần đã khiến họ cảm thấy bị uy hiếp ma hình thiên cũng ngẩn lên nhìn giải tinh tú trên cao liếc con cự long một chút ánh mắt hơi dao động thì thào lẩm bẩm thật là một thần quyết lợi hại lại có thể một phòng một tia dao động của thánh linh thanh long chân chính liễu ảnh thì sắc mặt khó coi nhất lúc này đã rõ tên tiểu tử mục trần là con đỉa đói dai dẳng khó chơi thực lục rõ ràng chỉ mới thông thiên cảnh sơ kỳ nhưng thủ đoạn bản lĩnh vô số trong thân tâm đã cảm thấy nguy hiểm cảm giác đó càng khiến sát khí của hắn tăng lên so sánh tuổi tác mục trần nhỏ hơn hắn nhiều mà theo cái đà này một hai năm sau có lẽ đúng như hạ du nhiên đã nói sẽ vượt xa chính hắn điều này khiến kẻ lòng dạ hẹp hòi như liễu ảnh khó chịu vô cùng do vậy hôm nay tại nơi này phải cấp tốc xóa sổ tên nhóc này đi liễu ảnh tiếp một chiêu của ta xem nào trên không trung mục trần quát lên giải tinh tú chuyển động lấp lạnh, bốn hư ảnh thần thú gầm giống luân phiên. Hắn mạnh mẽ phất tay về phía trước, hét lớn, tứ thần ấn, bốn thú ảnh tung hoành hóa thành bốn luồng sáng lớn đỏ lục lam trắng, từ trên cao bắn xuống, thanh thế dữ dội xoắn vào nhau hướng đến liễu ảnh, giao động linh lực cường hãn khiến cho cả đám cường giả ở tầng 3 cũng sợ hãi bất giác rụt cổ lại. Chiêu này tuyệt đối bọn họ không đỡ nổi. Mục Trần lại có thủ đoạn cao cường thế này, khó trách đủ can đảm tiến lên tầng 2 khiêu chiến tư cách bốn luồng ánh sáng rực rỡ từ trời cao giáng xuống, thanh thế khiến liễu ảnh cũng hơi run. Hắn cười lành lạnh, muốn bật lại ta, ngươi còn non lắm. Chân dậm đất, linh lực tỏa ra ngập tràn, hắn hét to, ám ảnh thần quyết, phược thiên ảnh, linh lực của hắn hóa thành một hư ảnh cao cả nghìn trượng, sắc màu u ám che cả ánh sáng mặt trời, mọi tia sáng đều bị cái bóng kia quỷ dị nuốt mất. Cánh tay như ma thần giơ lên, xoay tròn tính bắt lấy bốn luồng sáng kinh người công kích. Đùng đùng đùng, những tiếng nổ kinh hoàng liên tiếp vang trên không, lực trùng kích lan ra lập tức bị một cái bóng lớn hấp thu hết như một cái động không đáy nuốt sạch mọi công kích không cho nó đột phá ám ảnh thần quyết có thể hấp thu công kích bằng sức của ngươi đừng hòng xuyên qua liễu ảnh cười gằn mục trần mắt lóe sáng ấn pháp biến đổi quát lên nổ ầm um. bốn luồng sáng càng thêm rực rỡ như liệt nhật bùng nổ không gian cuồn cuộn biến dạng quỷ dị bị phá hoại công kích vào chính cái bóng màu cho kia cái bóng xám lắc lư uốn éo Hào quang lấp loáng định hấp thu sức công phá kinh hồn kia, nhưng giờ đây lực trùng kích đã vượt xa giới hạn hấp thu của nó, khiến nó mất đi màu hôn ám, trở nên sáng ngời rực rỡ. Gương mặt đắc ý của Liễu Ảnh lập tức biến sắc. Bùm! Một tiếng nổ nhỏ vang lên nhè nhẹ, cái bóng xám vỡ tan thành vô số những thứ lấp lánh như bụi, từ trên trời rơi xuống. Liễu Ảnh sắc mặt u ám, tên tiểu tử đáng chết quá lợi hại, ngay cả Phược Thiên Ảnh lừng lẫy của hắn cũng bị phá cấp tốc, điều mà ngay cả những cường giả ngang cấp hắn cũng khó mà làm được. Hừ, ta xem ngươi có thể đấu được bao nhiêu hiệp nữa." Liễu Ảnh gằn giọng gầm gừ, bất kể mục trần bản lĩnh có nhiều, thì linh lực cũng không thể nào vượt qua ngưỡng thực lực thông thiên. Cảnh sơ kỳ, còn hắn đã thành công độ kiếp thân thể nan, dùng sự mạnh mẽ hùng hậu của linh lực áp bách cũng khiến đối thủ phải chết. Xoẹt! Thình linh màn hoa rơi nước chảy lấp lánh bụi bên kia bị xé toang, một cái bóng như quỷ mị lướt qua, song chỉ vươn ra, kình phong bén nhọn ào ạt ập tới cổ họng Liễu Ảnh. Muốn chết! Liễu Ảnh nhìn thấy Mục Trần thừa cơ xông lên, cười gằn giận dữ, tung quyền đáp trả. Thình lình cảm giác nhạy bén khiến Liễu Ảnh dựng tóc gáy, đôi mắt nhìn thấy một ngón tay của Mục Trần khác thường đen như mực, sự nguy hiểm tràn ngập trong đó. Không ổn, Liễu Ảnh cũng là kẻ cơ trí, trong lòng thấy bất an liền cấp tốc dừng ngay thế công, thân hình như cái bóng bạo lui. "Tiểu tử, chơi thủ đoạn với ta, ngươi còn kém xa." Liễu Ảnh cười khẩy, ngón tay đen đúa của Mục Trần có vẻ như mang kịch độc, hắn đâu phải như ngô động, dễ dầu gì mà mắc bẫy mục trần. Hơn nữa dáng vẻ sát chiêu này dường như chỉ có thể thi triển khi áp sát mà thôi. Mục trần thấy đối phương sợ hãi cấp lui, dường như nhìn thấu ý định của mình, nhưng lại nhách môi cười quái đản. Hắc lôi độc chỉ, ngón tay độc chỉ tới, một màn xương đen ào ảo tuôn ra. Ngay sau đó hắc ám tràn ngập, một luồng công kích đen ngòm từ ngón tay bắn đi nhanh như điện xẹt. Sẹt xẹt. Sẹt. Tia điện đen thui xuyên qua không trung, không khí cũng bị đốt thành xương trắng, không trung hư vô để lại một đường đen thui như bị ăn mòn đi mất. Tốc độ cực nhanh, vừa lóe lên đã áp sát Liễu Ảnh. Hắn biến sắc quát lên tung quyền đón đỡ, nhưng tia điện đó lại chui tọt vào trong luồng linh lực công kích của hắn, nơi nơi lướt qua, tất cả linh lực đều bị ăn mòn tan nát, nhát mắt đã xuyên thủng phòng ngự, bắn vào đầu quyền của Liễu Ảnh. Hắn hoảng sợ khựng lại, nhìn chân chân vào bàn tay, một luồng kịch độc đen thui nhanh chóng lan vào cánh tay. Độc thật bá đạo, Liễu Ảnh trừng mắt, tay nắm chặt lại, một cái bình ngọc xuất hiện, hắn lập tức nuốt vội mấy viên đan dược, quát lên một tiếng, linh lực bộc phát, cả cánh tay sáng lên rực rỡ. Hắn toàn lực áp chế, độc tuyến đen ngòm kia liền bị chặn lại, rồi từ từ lui lại, chỉ chốc lát sau luồng độc khí chui ngược trở về bàn tay. Liễu Ảnh lập tức vận dụng linh lực hình thành hộ cháo, ngăn chặn độc tuyến lan trở lên lại, dù vậy bàn tay đó đã không còn dùng đến được nữa, xem như đã bị tạm phế mất một tay. Mục Trần thấy vậy mày cũng cau lại, liễu ảnh quả nhiên lợi hại ngay cả hắc lôi độc cũng áp chế được đến khi quay trở ra nhất định ám ảnh thương hội sẽ có cường giả trí tôn ra tay khu trừ độc tính khó khăn lắm mới có cơ hội đáng tiếc là không giải quyết luôn được hắn xem ra hắc lôi độc cũng không phải vạn năng thực lực đến một mức độ sẽ có thể chặn lại được mục trần cầm được độc khí liễu ảnh nhăn nhó nhìn qua ánh mắt cực kỳ tức giận hôm nay tự mình ra tay chẳng ngờ không thể giải quyết được mục trần mà còn để hắn phế hết một tay chiến lực của hắn đã bị tổn thất không nhỏ. Tình bây giờ nếu hắn muốn tranh đoạt tẩy lễ lực, thì mất một tay chẳng khác nào bị trọng thương, hỏi sao hắn không nổi giận cho được. Mục Trần dừng dưng trước thái độ giận dữ của hắn, hỏi bâng quơ, không biết bây giờ ta có đủ tư cách chưa nhỉ? Ta làm thịt ngươi. Liễu ảnh gầm lên, tức giận muốn xông lên lần nữa giết chết Mục Trần. Mục Trần cười khẩy, giơ ngón tay ra, nó lại trở thành một màu đen. Liễu ảnh hoàng hồn dừng lại, nghiến răng tức tối nhìn ngón tay, đó dáng vẻ cực kỳ kiêng dè loại độc này rất bá đạo hắn cũng không có cách nào bước ra khỏi cơ thể chỉ tạm thời ngăn chặn lại nếu còn chúng chiêu lần nữa thì không biết hậu quả ra sao bây giờ không thể nào bất chấp tất cả sông lên chiến với mục trần nữa đã đến đây thì hắn phải tranh đoạt tẩy lễ lực liễu ảnh sắc mặt khó coi nghiến răng oán độc nhưng đành chậm chậm lui bước đa tạ mục trần mỉm cười khách sáo thái độ cung kính càng khiến liễu ảnh tức điên máu các tầng bên dưới những cường giả đang quan sát vòng chiến nín thở tròn mắt tên nhóc kia lại có thể ép lui liễu ảnh thật là khó tin thông thiên cảnh sơ kỳ khiến cho cường giả vượt qua thân thể nan phải nhượng bộ tiểu tử này quá đáng sợ mục trần trở về bên cạnh hạ du nhiên nhếch môi mỉm cười hạ du nhiên kinh dị nhìn hắn vừa định nói gì đó thì khẽ biến sắc ngẩng lên trời luồng sáng trên cao đang bộc phát hào quang rực rỡ dáng vẻ nặng nề như có gì đó sắp đổ xuống hạ du nhiên mừng rỡ reo lên Tẩy lễ lực sắp đổ xuống rồi. Chương 415, Bá đạo ma hình thiên. Duỳnh. Trên không trung cửu thiên thang, khối sáng lớn lúc này trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, ẩn hiện như có năng lượng thần kỳ sắp hiện ra, sắp phun trào. Tranh đấu hỗn loạn bên dưới lúc này cũng hoàn toàn ngừng lại, vô số người đang ngẩng lên háo hức chờ đợi đầy tham lam. Tẩy lễ lực, Mục Trần cũng ngẩng lên, chăm chú nhìn vào khối năng lượng sáng rực trên trời cao, thật ra nó lại nằm ở cuối cùng của không gian sụp đổ không gian hồng lưu đáng sợ chuyển động khiến không ai đến gần được. Theo tin tức của ta, cái khối năng lượng kia chính là vị trí trái tim vị thiên trí tôn, tạ thế thời viễn cổ biến thành, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có ai dám xông vào. Hạ Du Nhiên khẽ nói. Mục Trần nao nao gật gù, lúc trước chỉ có một khúc xương nhỏ của Thiên Chí Tôn, ẩn chứa một giọt tinh huyết đã có năng lực đáng sợ, huống gì cả một trái tim, thứ đó át hẳn không phải là vật linh tinh gì. Nhưng mà cả Bắc Thương Đại Lục này có lẽ cũng không ai đủ tư cách chứng thực nó tẩy lễ lực sẽ nhanh chóng đổ xuống. Hạ Du Nhiên cao mày, khẽ liếc những người khác trên bình đài. Bây giờ chia trách tẩy lễ lực như thế nào còn chưa biết, chuyện này căn bản không thể nói lý được, phải xem sức mạnh ai cao. Mục Trần nheo mắt gật đầu. Trên tầng 2, động tĩnh của khối năng lượng khiến không khí trở lại yên tĩnh, mọi người đều có ý định riêng trong lòng nhưng không ai nói gì, linh lực mọi người đều lặng lẽ dâng lên đầy cảnh giác đề phòng. Trước khi tẩy lễ lực đổ xuống, phải phân chia thật chú đáo. Không khí yên lặng áp lực cách quỷ dị lan xuống tầng 3, tầng 4, toàn bộ cửu thiên thang đều đang chăm chú nhìn lên tầng 2. Ai nấy đều biết đến lúc nơi này bùng nổ, thì hỗn chiến loạn sẽ còn gấp mấy lần bên dưới. Tất cả những thiên tài hàng đầu thế hệ mới Bắc Thương đại lục đều tập trung nơi đó, có người sẽ bị đào thải, có người vượt qua, một quá trình thảm khốc vô cùng. Đến cuối cùng kẻ nào bị đào thải thì chẳng ai mà biết được. Không khí đầy áp lực bao phủ. Vài phút trôi qua, bất thình lình ma hình thiên cất tiếng cười khanh khách khiến mọi người chú ý ai nấy chấn kinh nhìn lại ma hình thiên tên này nãy giờ chẳng hề lên tiếng bây giờ có vẻ đã muốn hành động tẩy lễ lực lần này chừng bốn người hưởng thụ là tốt nhất có lẽ đều sẽ hoàn thành tẩy lễ ma hình thiên lẩm bẩm mọi người nghe mà trong lòng cũng dùng mình nói như vậy hắn muốn loại bốn người không cho họ hoàn thành tẩy lễ nhưng bốn người nào sẽ đăng đỉnh bốn người nào phải dừng lại ma hình thiên khẽ cười đào mắt nhìn qua đám người cất giọng nói, Đồng Uyên, Chu Tuyên, Liễu Ảnh, theo ta đăng đỉnh. Xưa nay thánh linh tẩy lễ đều bằng tự thân bản lĩnh, thắng thì đăng đỉnh, thua sẽ ở lại tầng 2. Vậy mà lúc này ma hình thiên lại ngông cuồng phá vỡ cục diện, lấy lời nói bản thân quyết định mọi chuyện. Ngay cả Đồng Uyên, Liễu Ảnh, Chu Tuyên cũng đang sửng sốt. Hắn nói vậy là có ý gì? Một lời định danh ngạch hưởng thụ tẩy lễ sao chứ? Bọn họ cũng mập mờ chưa tin, xưa nay đâu có giao hảo gì với ma hình thiên, sao tự dưng lại chia chắc lợi ích với họ nhưng nhanh chóng họ cũng nghĩ ra mừng rỡ có ma hình thiên đỡ đầu cục diện sẽ ổn định vì bốn người còn lại đâu đủ sức chống lại cả ma hình thiên với ba người bọn họ ma hình thiên tuy không đủ sức một mình áp quần hùng nhưng đơn đấu thì kiêu ngạo như đồng uyên cũng biết mình chẳng có phần thắng nào bốn người còn lại thì sắc mặt khó coi tây cực điện tây thanh hải thiên đỉnh thánh tông tô bất hủ cả hai đều trừng mắt lạnh lùng nhưng rất e ngại ma hình thiên nên chưa dám ra tay ma hình thiên ngươi có ý gì Hạ Du Nhiên nổi cáo quát lên. Không ngờ được ma hình thiên lại ngông cuồng tự đại lôi kéo liễu ảnh, đồng uyên, chu tuyên về phe mình, bài trừ bốn người khác, nàng đâu thể nào chịu vô lý như thế. Long ma cung có lợi hại cũng đâu phải vô địch, việc làm của hắn hôm nay chính là đắc tội cửu hạ thương hội, tây cực điện và thiên đỉnh thánh tông. Sự tình như thế mà ma hình thiên dám tự tiện quyết định sao? Ma hình thiên thản nhiên cười nói, chỉ đưa trước một chút thù lao mà thôi. Lời nói khó hiểu cũng khiến ba tên kia chẳng biết mô tê ra làm sao, dường như từ đầu đến giờ bọn hắn đâu có ước định gì với ma hình thiên. Ma hình thiên, ngươi làm như vậy thì không đúng quy tắc xưa nay rồi. Tây Thanh Hải nhăn mặt chậm rãi đáp lời. Long ma cung có mạnh, cũng không đến mức một lời định thế cục. Tô Bất Hủ cũng cười nhạt, bản thân là thiên đỉnh thiếu tông chủ, tự nhiên hắn cũng phải có kiêu hãnh bản thân. Nếu đấu tay đôi thua cuộc, thì hắn tâm phục khẩu phục rút lui. Nhưng sự cuồng ngạo của ma hình thiên quả thực còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Đối mặt chất vấn, ma hình thiên chỉ cười khẩy, rồi hờ hững nói một tháng trước ta thử độ kiếp linh lực nan tuy thất bại nhưng muốn đánh bại các ngươi thì thật quá dễ dàng hạ du nhiên tây thanh hải tôi bất hủ nhất thời biến sắc mà hình thiên đã thử linh lực nan mục trần nhíu mày hắn cũng đã biết trí tôn tam nan nguy hiểm vô cùng sơ sẩy sẽ hóa thành cho tàn nhưng lợi ích thực lực lại cực lớn dù có thất bại chỉ cần còn may mắn giữ được mạng sẽ mạnh lên rất nhiều cứ xét như ngô động chẳng hạn độ kiếp thân thể nan thất bại thực lực và thân thể lại cao siêu hơn hẳn thông thiên cảnh hậu kỳ do đó ma hình thiên bây giờ đã đi trước mọi người nửa bước các vị cứ yên tĩnh chờ đợi đi ma hình thiên cười ánh mắt tịch mịch liếc nhìn mục trần khoái miệng nhếch lên khó hiểu mục trần cũng hiểu được từ các vị mà tên kia nói cũng không đề cập tới hắn vì mục tiêu của ma hình thiên là phải lấy mạng hắn người chết dĩ nhiên không cần phải nhận gì nữa nói xong ma hình thiên xoay lưng hướng lên tầng cao nhất cửu thiên thang chậm rãi bước tới Liễu ảnh, Đồng Uyên, Chu Tuyên liếc nhau, vội vã bước theo. Liễu ảnh trước khi cất bước còn nhìn Mục Trần đắc ý cười to. Chỉ cần nhận lấy thánh linh tẩy lễ, thì sắp tới sẽ đủ tư cách thử linh lực nan. Sau đó muốn giết Mục Trần sẽ dễ như trở bàn tay. Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải, tôi bất hủ nhìn theo bọn người kia, sắc mặt âm tình bất định, tức tối nhưng không làm gì được. Lý Chi nói cho họ biết, với sức ba người bọn họ thì chẳng thể nào thắng được Ma Hình Thiên, kẻ đầu tiên khiêu chiến linh lực nan thất bại mục trần thở ra một hơi ánh mắt đầy sát khí nhìn theo ma hình thiên hạ học tỷ tây huynh tô huynh cứ như vậy buông tay sao chứ mục trần quay sang ba người cất tiếng hỏi mục trần ngươi hạ du nhiên biến sắc dường như đoán được ý định của hắn không buông thì còn làm được gì tây thanh hải thản nhiên nói tâm tình của hắn cực kỳ xấu xem ra các ngươi rất sợ ma hình thiên mục trần cười khích bác cũng không hẳn nhưng thực lực không bằng hắn chúng ta đây không ai đủ khả năng chiến thắng, nếu liên thủ thì còn chưa biết chừng, nhưng ba tên kia cũng đâu rảnh ngồi chơi, như vậy thì, chúng ta khó làm được gì. Nếu, giải quyết được ma hình thiên, các ngươi không còn gì để e ngại chứ, Mục Trần nhẹ giọng nói. Tây Thanh Hải, tôi Bất Hủ nhíu mày nhìn lại, nhất thời trong lòng có cảm giác cười nhạo, nhưng cũng cầm lại được, gật đầu, không có ma hình thiên, bọn kia chẳng là gì cả. Nếu đã vậy chúng ta liên thủ. Ma hình thiên giao cho ta, ba tên kia giao cho các vị, sao có đủ can đảm không cả ba người dù đoán được cũng không khỏi sửng sốt mục trần chẳng nói thêm lời nào từ từ tiến lên tay kết ấn trong khí hải đại tu di ma trụ trào ra hung sát lực khủng bố bùng lên lan tỏa thổi ra ngoài cơ thể đôi mắt đen của mục trần hóa thành đỏ tươi đáng sợ vù một cột sáng đỏ máu bắn lên trời hình thành một thanh hắc trụ đầy huyết tinh mục trần phóng người lên không đáp xuống hắc ma trụ không gian sau lưng hắn trở thành một màu đỏ máu, hung sát khí tràn ngập khắp nơi. Ma hình thiên, tẩy lễ lực này chẳng có phần của ngươi đâu. Tiếng quát sấm sét đầy sát khí vang vọng trong thiên địa, chấn động toàn bộ cường giả đang đứng trên các tầng cửu thiên thang. Chương 416, Chiến Ma Hình Thiên. Hung sát đầy rẫy khắp nơi, thanh ma trụ khổng lồ như cột chống trời sừng sững trong thiên địa, dao động kinh người khiến kẻ khác há mồm trợn mắt nhìn theo. Mục Trần khiêu chiến Ma Hình Thiên. Tiểu tử này, thật sự là điên rồ, có người lẩm bẩm khó tin. Ngay cả Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải, Tô Bất Hụ còn chẳng dám ho he, chỉ đành nuốt cục tức trước sự ngông cuồng của Ma Hình Thiên, nào dè đâu Mục Trần lại dám đứng ra khiêu khích Ma Hình Thiên. Diễn biến bất ngờ khiến mọi người cũng không biết nên cảm phục dũng khí của hắn, hay cười nhạo sự ngu rốt điên rồ của Mục Trần. Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải, Tô Bất Hụ cũng đang ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Đặc biệt là Tây Thanh Hải, lần trước Mục Trần kịch chiến Ma Long Tự ở Tây Hoang Thành, hắn cũng quan sát, với tư cách là kẻ mạnh hơn nhìn xem những kẻ bước sau làm trò, đâu có ngờ chẳng bao lâu sau tên tiểu tử kia lại tỏa sáng khiến hắn cũng thấy ganh tị. bốn người đang bước lên đỉnh cửu thiên thăng lập tức dừng lại, liễu ảnh xoay lại nhìn mục trần đứng trên ma trụ, thần sắc biến đổi, nghiến răng vì chính hắn cũng cảm thấy kinh sợ trước khí thế của mục trần. ma hình thiên khựng lại, lát sau mới xoay người lại, sắc mặt chẳng mấy thay đổi, ánh mắt tịch mịch nhìn mục trần, nhếch mép cười, mượn hung sát lực của đại tu di ma trụ ư thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ, có thể làm được như vậy thì đúng là lợi hại. Mục Trần lạnh lùng đáp lời, người ngồi trên huyền thưởng bảng Bắc Thương Linh Viện chúng tan hiểu như vậy năm, lúc này đây có lẽ nên đền tội. Mục Trần lập tức lướt tới, tay vòng ôm không khí trước mặt, đại tu di ma trụ khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, thành một thanh thiết bảng dài chừng 10 trượng, vừa vặn với vòng tay ôm của Mục Trần. Thiết bảng loang lổ hoen dỉ, đầy những vết tích thời gian xa xăm, những vết ngấn sâu trong những trận đại chiến kinh thiên, ngoài ra có một chút hoa văn tím dịm len lỏi trong nó, chính là sức mạnh phong ấn từ phong ấn hiệt trong cơ thể mục trận. Đại tu di ma trụ quá mức đáng sợ, nếu không phong ấn, với thực lực hiện tại, mục trần căn bản không có khả năng nắm giữ vận dụng. Tuy rằng sau khi bị phong ấn, uy lực đại tu di ma trụ sẽ yếu đi nhiều, nhưng lại rất phù hợp cho mục trần hiện tại. Hừm, liễu ảnh, đồng uyên, chu tuyên thấy vậy định xông lên. Véo, ngay lập tức hạ du nhiên, tây thanh hải, tô bất hủ cấp tốc lướt tới ngăn cản ba người vòng chiến bên đó, các ngươi cứ xem là được. Hạ Du Nhiên lạnh lùng cười cợt. Hạ Du Nhiên, ngươi nghĩ rằng tên nhóc kia có thể là đối thủ của ma hình thiên sao? Liễu ảnh nghiến răng ken két. Có phải đối thủ hay không, thì cứ đánh mới biết. Ít nhất hắn có dũng khí khiêu chiến ma hình thiên. Hạ Du Nhiên cười khẩy khinh bỉ. Trong mắt nàng, Mục Trần có thể sánh với 100 tên liễu ảnh này. Như thế mà cũng gọi là dũng khí. Đây phải nói là ngu dốt không biết sống chết, ta thấy ngươi nên suy nghĩ một chút, lát nữa làm sao mà nhặt xác hắn cho đủ liễu ảnh chẳng vừa đáp lời châm chọc cũng không đến lượt ngươi quan tâm nếu các ngươi muốn động thủ thì cứ để chúng ta tiếp vậy đồng uyên nghe vậy liền cười lớn ra tay thì tổn thương hòa khí a ta thấy cục diện này cũng không bao lâu cứ để tiểu tử kia bị ma hình thiên giết chết thì các ngươi cũng nghỉ tay được rồi tây thanh hải và tô bất hủ cũng trầm mặc nhưng không nói gì mục trần nếu thua thì bọn họ cũng đành phải buông tay đối mặt ma hình thiên thì thật sự không thể chỉ dùng dũng khí mà được Hạ du nhiên hậm hực nhìn lên cao, nếu Mục Trần không địch lại, nàng nhất định phải ra tay cứu hắn một phen. Với sự tàn nhẫn của Ma Hình Thiên, tất nhiên sẽ ra tay rất ác liệt, mà nàng thì chẳng muốn hắn chết trong tay Ma Hình Thiên chút nào. ầm! Trong lúc đó, Mục Trần từ trên cao đã ập xuống, đôi mắt đỏ như máu tập trung vào Ma Hình Thiên, sát khí ngập trời. Ma Hình Thiên bình thản đối diện Mục Trần, ngón tay chỉ vào không trung, linh lực trong thiên địa bạo động dữ dội, một luồng năng lượng khổng lồ cả trăm trượng từ ngón tay hắn bắn ra độ hùng hậu khiến cho hạ du nhiên biến sắc thực lực ma hình thiên đã siêu việt vượt xa bọn họ mục trần nhìn thấy công kích bắn tới cũng không hề có ý định tránh né hai tay ôm chặt ma trụ quát lên nâng trụ lên cao khí thế phá núi nện xuống luồng công kích năng lượng đùng một tiếng nổ kinh khủng vang vọng hung sát khí ngập tràn luồng công kích linh lực bị đánh nổ tan tành linh lực rơi lả tà lấp lánh như sao xa mọi người cả kinh mục trần lúc này rất hung hãn mục trần nhanh như điện tiếp tục xông lên xuất hiện phía trên ma hình thiên ma trụ cuồn cuộn sức mạnh quét ngang ma hình thiên nheo mắt tay nắm chặt quyền kình tung ra một cỗ hung sát khí tương tự cũng ngập tràn cùng với linh lực vô biên như biển lớn tỏa ra long ma kính tiếng quát vang lên đầu quyền của ma hình thiên tiếp đón ma trụ đập tới quyền phong ngưng tụ một con ma long gào thét sát khí nóng rực bang âm thanh va chạm nặng nề thanh không gian xung quanh ma hình thiên vỡ vụn từng chút một cuộn lại thành sóng lan ra bình đài tầng thứ hai của cửu thiên thang đang bắt đầu sụp đổ. Hạ du nhiên, liễu ảnh này nọ vội vàng lui gấp, khởi động phòng ngự e ngại chúng phải dư lực. Dễ dàng ngăn cản đại tu di ma trụ vậy sao? Coi bộ trí bảo của Long Ma Cung chẳng có ý nghĩa gì với ngươi nhỉ? Mục Trần cười khẩy, đại tu di ma trụ đỏ lên đáng sợ, hung sát lực như huyết vân cuồn cuộn, khiến người ta tim đập chân run. Huyết vân cuồn cuộn, long ảnh trên đầu quyền của ma hình thiên bị chấn nổ banh sát. Ma hình thiên tròn mắt dùng mình, hung sát lực kia rất dữ dằn, tiếp xúc với nó thì sẽ lập tức bị ăn mòn chui vào cơ thể, khiến cho linh lực trong người bị chấn động bất ổn. Đại tu di ma trụ thật bá đạo, ma hình thiên thốt lên, với thực lực mục trần, hiện tại bất quá chỉ có thể vận dụng một hai thành hung sát lực, thế nhưng chừng đó cũng đủ khiến linh lực trong người hắn chấn động không ngừng. Chí bảo long ma cung quả nhiên phi phàm, hắn vung tay lên, tá kinh tránh lui, thân hình như một đám khói bay ra một đoạn, định né đi công kích của đại tu di ma trụ. Nhưng mục trần nào dễ cho hắn đắc ý, tay ôm lấy ma trụ tiếp tục quét qua đuổi theo ma hình thiên đập liên hồi vào đối phương đùng lại một tiếng va chạm khủng khiếp vang vọng cường giả bên dưới suýt xoa khi thấy ma hình thiên te tua bị đánh bay đi một đoạn rất xa khó khăn lắm mới ổn định lại thăng bằng linh lực quanh thân ma hình thiên chập trờn không ổn định áo quần rách nát khóe miệng dường như cũng đã xuất hiện vết máu đại tu di ma trụ dù sao cũng là thái cổ hung khí tuy hiện tại mục trần phong ấn nhưng hung sát lực ngập tràn vẫn đáng sợ bất kể ai bị nó đánh trúng hung sát lực sẽ xâm nhập vào cơ thể ăn mòn linh lực rồi lan đến thần trí trở nên điên cuồng hung ác vô cùng ma hình thiên hứng chọn một đòn nặng nề dĩ nhiên đâu thể nào cảm thấy thoải mái đám cường giả hàng đầu bên này nhìn thấy vậy cũng chưng hừng há mồm không thể tin vào mắt mình không ngờ được chỉ mới sơ bộ giao chiến mục trần lại chiếm thượng phong mục trần múa may ma trụ cắm thẳng dựng hướng lên trời một đầu chỉ xuống mặt đất bên dưới ánh mắt hung dữ đỏ ngầu nhìn chằm chằm ma hình thiên ha ha ma hình thiên phủi phủi quần áo chợt cười lớn hắn chậm rãi ngẩng lên ánh mắt hờ hững lúc này tỏ ra khá hứng thú ngươi cũng khiến ta không quá thất vọng ma hình thiên vươn tay ra rồi nắm chặt lại hắc ám ngưng tụ thành một thanh hắc trọng thương thanh thương để vảy đen lóe lên vài tia sáng bóng loáng đầu thương là một đầu ma long há miệng như muốn nuốt chửng đối thủ răng nanh chi chít tạo thành mũi thương sắc bén đáng sợ đó là hạ du nhiên biến sắc thất thanh tuyệt phẩm binh khí của long ma cung phệ long ma thương ma hình thiên nắm chặt hắc thương bất chợt khí thế ùn ùn tăng vọt như một con ma long phá tan xiềng xích dương nanh múa vuốt muốn cắn xé thiên địa đã vậy thì chúng ta chơi cho đã đi chương 417, dốc hết thủ đoạn mục trần nhìn chăm chú vào hắc thương trong tay ma hình thiên sắc mặt nghiêm trọng đã nhận thấy khí thế bất phàm từ trọng thương có lẽ nó là một binh khí rất siêu phàm nhiều khả năng là tuyệt phẩm binh khí vũ khí cấp độ đó xếp trong những thế lực như Long Ma Cung cũng chắc chắn hiếm thấy. Vốn nghĩ có thể nhẹ nhàng giải quyết ngươi, bất quá ta đã sai, nhưng như thế cũng tốt, đã lâu không dùng phệ Long Ma Thương, hy vọng hôm nay ngươi sẽ khiến nó thống khoái một hồi. Ma hình thiên tươi cười nói với Mục Trần. Ngươi sẽ không thất vọng đâu, Mục Trần cười to, tiếng cười như sấm. Đôi mắt đỏ ngầu lại không hề tỏ ra nhượng bộ, đầy sát khí băng hàn. Long ảnh xuất hiện dưới chân, hắn cấp tốc xuất hiện ở tại phía trên ma hình thiên, tay vũ động đại tu di ma trụ tiếp tục nện xuống ma hình thiên ngẩng lên tay nắm chặt thương thân hình bắn thẳng lên cao vút một thương đâm tới như ma long gào thét chẳng hề kém cạnh đâm mạnh vào hắc ma trụ bang tiếng vang dữ dội nhưng lúc này ma hình thiên không bị đánh bay đi nữa hắn cất giọng châm chọc đại tu di ma trụ ở trong tay ngươi chỉ có như thế thôi sao mục trần không đổi sắc thân hình lui lại vung tay ném đại tu di ma trụ lên cao hung sát khí ngập tràn nháy mắt thể tích tăng vọt nhanh chóng chốc lát đã lên đến vài trăm trượng mục trần vung tay cách không nện ma trụ xuống đùng một vùng không gian rộng lớn bị biến dạng không khí bị chấn nổ hình thành vùng chân không long phệ ma thương trong tay ma hình thiên dung lên hắc ám tuôn ra ma thương thình lình bay lên trong một tiếng long khiếu đầy hắc ám hóa thành một con ma long khổng lồ mấy ngàn trượng bao phủ thiên địa gờ à o o ma long gào thét long chảo vồ tới chụp lấy ma trụ, cái đuôi khổng lồ hung hăng đập vào thân trụ. Hai hung khí khổng lồ chiến đấu trên cao, sức mạnh đáng sợ khiến cho không gian nổ tung. Quyết đấu giữa thái cổ hung khí và tuyệt phẩm binh khí, có điều thái cổ hung khí lại đang bị phong ấn, còn tuyệt phẩm binh khí lại được sử dụng bởi ma hình thiên, chiến lực được khai phát tối đa. Hai bên ra tay đều là chân chính sát chiêu, đều có ý lấy mạng đối phương. Bắc Thương Linh Viện và Long Ma cung ân oán sâu sắc, đối đầu lúc nào cũng là sinh tử. Quyết đấu hiện tại ai trong số họ nương tay thì chắc chắn đầu óc có vấn đề. Uỳnh! phệ long ma thương là tuyệt phẩm binh khí, chính nó cũng có linh tính, theo mệnh lệnh của ma hình thiên sẽ tự động đối địch. Còn đại tu di ma trụ là thái cổ hung khí, uy lực sánh ngang thần khí, nếu không vì bị phong ấn, thì không chừng một đập đã khiến phệ long ma thương gãy thành vài khúc. Hiện tại đối chiến, đại tu di ma trụ dường như cũng bị kích phát một chút hung ác, hung sát lực tràn ngập tuôn ra, hung hăng đối chiến. Công kích của đại tu di ma trụ khiến cho ma long gầm lên đau đớn. Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa, đại tu di ma trụ có bị phong ấn nhưng sức mạnh vẫn hơn hẳn tuyệt phẩm binh khí, do đó phệ long ma thương dần rơi vào hạ phong. Ma hình thiên chẳng chút lo lắng nhìn cục diện trên cao, rồi nhìn sang mục trần, cười nhạt, bây giờ không có đại tu di ma trụ, ngươi lấy cái gì chống với ta? Thì ra hắn gọi phệ long ma thương xuất kích chỉ để kèm giữ đại tu di ma trụ, thái cổ hung khí rời khỏi tay mục trần, thì hắn chẳng còn gì e ngại nữa. Có lẽ phệ long ma thương không thể dây dưa với đại tu di ma trụ lâu nhưng chừng đó thời gian đã đủ cho hắn giải quyết mục trần u u u lời hắn vừa dứt đã hóa thành làn khói đen quỷ dị bay tới mục trần mục trần trợn mắt lắc mình long ảnh hiện ra dưới chân nhanh chóng lui gấp bằng vào long đằng thì chẳng thể nào thoát khỏi tay ta tiếng cười man dại của ma hình thiên vang lên thân thể hư ảo như khói của hắn run lên rồi biến mất mục trần trừng mắt nghiêm trọng ầm hắc lôi cấp tốc bắn ra từ cơ thể, hai đường lôi văn xuất hiện trên ngực. Uỳnh. Chính lúc đó, một bàn tay từ hư không xuất hiện, linh lực đáng sợ theo đó đập vào hậu tâm của Mục Trần. Mục Trần không xoay lại, nhưng cũng vung tay đánh về phía sau. Chát. Song trưởng đối chiến, kinh lực bắn ra tứ phương. Mục Trần văng ra, máu tươi từ trong miệng bắn ra, chân chính đối chiến với ma hình thiên, hắn mới nhận thấy rõ ràng sự cường đại của đối thủ, linh lực mênh mông vô cùng tận mà lại tinh thuần cường đại hơn linh lực bình thường nhiều, chắc hẳn là vì hắn đã từng thử linh lực nan. Mục Trần lạnh lùng sắc bén, không vội điều tức trị thương, chẳng màng đến đau nhức nơi cánh tay, hắn liền kết ấn, linh lực hùng hậu bùng lên, giải tinh tú sáng ngời lại xuất hiện, bốn hư ảnh thần thú không lồi nhanh chóng thành hình. Dù sao thực lực chân chính cũng chỉ mới là thông thiên cảnh sơ kỳ, hung sát lực tràn ngập trong cơ thể cũng khó mà chống cự với ma hình thiên, muốn thắng thì phải dùng đến ưu thế của thần quyết. Lại dùng chiêu này ạ? À? ma hình thiên cười nhạt khinh bỉ chiêu này có lẽ có chút tác dụng với liễu ảnh còn với ta thì chẳng có uy hiếp gì mục trần chẳng mang đến lời ham dọa của hắn ấn pháp biến ảo rào o bốn thần thú từ trong tinh tú bay ra lập tức hướng về ma hình thiên đánh xuống ma hình thiên hờ hững lắc đầu linh lực lại bùng lên ngập trời như biển rộng mênh mông ập tới mục trần bất chợt thay đổi ấn pháp kỳ lạ và phức tạp bốn thú ảnh gào thét gầm rú chợt hào quang từ trong cơ thể chúng sáng ngời bắn ra kết nối với nhau từ xa nhìn lại như một quang ấn rực rỡ thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ chiếm bốn góc của ấn pháp sức mạnh huyền ảo kỳ dị như phong ấn thiên địa tứ thần tinh túc kinh tứ thần phong thiên ấn thần ấn khổng lồ rực sáng hợp lại thành một luồng linh lực công kích dữ dội kinh khủng ập xuống linh khí thiên địa hoảng loạn tứ tán thần ấn bao phủ hạ du nhiên liễu ảnh và đám người kia biến sắc đặc biệt là liễu ảnh gương mặt chấn động mà nghiến răng sợ hãi tên tiểu tử kia quá lợi hại, hắn còn giấu bao nhiêu sát chiêu chưa dùng. Linh lực ẩm ẩm từ trong cơ thể ma hình thiên liên miên bất tận, nhưng cũng bị hào quang ngập trời làm cho tán loạn, dường như đã bị nó phong ấn. Ma hình thiên rốt cuộc tỏ ra nghiêm trọng, rồi bất chợt thở dài, sát khí lại dâng lên hung tàn. Thông thiên cảnh sơ kỳ lại có công kích bậc này, khó trách bác thương linh viện kỳ vọng vào ngươi. Nếu để cho ngươi tu luyện, có lẽ một năm sau cường già đỉnh cấp thế hệ mới bác thương, đại lục sẽ không còn ai đủ sức chống lại ngươi. Bất quá, ngươi sẽ không có cơ hội đó. Đột nhiên máu tươi chảy ra từ ngón tay ma hình thiên, rồi hắn chỉ vào chán. Máu tươi nhỏ xuống, lan vào trong đôi mắt tịch mịch, gương mặt hắn hiện lên một đạo huyết phù quỷ quái và hung tợn. Hạ du nhiên lần đầu tiên nhìn thấy hành động quái lạ của ma hình thiên, mối đầu ngẩn ngơ, nhưng rồi biến sắc như đã nhận ra hành động của hắn. Đây là Thí Long Ma Phù, chương 418, Ma Phù. Phù văn huyết tinh khiến cho khuôn mặt ma hình thiên quái đản dựng tóc gáy, huyết phù lấp lánh như có sinh mệnh, nhìn kỹ hơn sẽ thấy huyết phủ như cắm rễ vào da mặt hắn, mỗi khi mấp mánh chính là lúc hút lấy máu của Ma Hình Thiên. Điều ấy khiến cho gương mặt gầy gộc của hắn càng thêm tái nhợt. Hạ Du Nhiên nhìn thấy cảnh tượng đó thì mặt không còn chút máu, kinh hãi vô cùng. Chẳng ngờ Ma Hình Thiên lại dùng đến thủ đoạn này, có lẽ hắn đã muốn xóa sổ hoàn toàn Mục Trần không chừa lại chút bụi. Thí Long Ma Phù, một trong những bí thuật đáng sợ nhất trong Long Ma Cung, là một loại long huyết thực sự tồn tại trong cơ thể chủ thể khi dùng đến, ma phủ sẽ hút lấy máu của chủ thể, từ đó lớn mạnh mà bộc phát uy lực kinh hoàng. Bí thuật này uy lực dữ dội nhưng điều kiện rất đáng sợ và khắc nghiệt. Trong số lớp trẻ của Long Ma Cung chỉ có ma hình thiên nhận được, cả ma long tử cũng không thể. Chẳng qua bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên người ta thấy ma hình thiên dùng đến thí long ma phù. Trước kia có giao đấu với bất kỳ người nào trong lớp cường giả hàng đầu, hắn cũng chưa từng dùng tới. Lý do có lẽ là hắn đã không còn muốn mục trần tồn tại thêm giây phút nào nữa. Ma hình thiên hờ hững nhìn thần ấn ấp xuống, búng tay ra. Ma phù trên mặt đột nhiên rời khỏi, cấp tốc bành trướng, huyết quang lấp lánh uốn lượn như huyết long, cùng với tiếng long ngầm khát máu. Sát, ma hình thiên chỉ tay lên trời, gào lên giận dữ. Ma phù bắn đi, đập vào thần ấn, huyết sắc ngập tràn. Thần ấn thế tiến đang dũng mãnh cũng bị ngăn chặn không còn chấn áp được nữa. Mục trần trợn mắt trước diễn biến bất ngờ, lông tóc dựng đứng lên, từ ma phù đẫm máu kia, hắn cảm thấy uy hiếp đáng sợ chí mạng. Huyết ma phù như một tấm lưới lớn răng ra, thần ấn nhanh chóng bị huyết quang ăn mòn, dung chuyển. Sức mạnh mênh mông nhanh chóng tan biến, rõ ràng tứ thần ấn không phải là đối thủ của huyết ma phù. Mục trần có sát chiêu ẩn tàng, ma hình thiên cũng có ẩn chiêu xoay chuyển cục diện. Phá, ma hình thiên gào lên đắc ý, ánh mắt tịch mịch đầy lạnh lẽo. Bùm, tấm lưới răng ra càng thêm dày đặc, triệt để chôn vùi thần ấn hung hãn phụt thần ấn bị phá, mục trần hộc máu, mặt mày tái mét, nghiến răng. Ma hình thiên quả nhiên lợi hại, tứ thần tinh túc kinh luyện tới đại thành, vậy mà vẫn không thể thắng hắn được. Có lẽ cũng vì thực lực của hắn kém xa ma hình thiên, khiến cho tứ thần tinh túc kinh tạm mất đi uy phong trước ma phù đáng sợ. Dù rằng hắn đã có hung sát lực bổ trợ từ đại tu di ma trụ, nhưng vẫn khó lấp được khoảng trống mênh mông giữa tranh lệch của hai người. Kết thúc thôi, ma hình thiên lạnh lùng nhìn mục trần bị đánh bại, tay vung lên huyết ma phủ dẹt dẹt bay tới phủ lấy mục trần huyết quang vươn ra vây kín phong tỏa toàn bộ đường lui của mục trần ai nấy đều nhìn thấy cục diện đã đến hồi kết thúc trận chiến nãy sẽ kết thúc vậy sao mọi người nín thở quan sát bên ngoài thánh linh sơn những lão nhân cường giả thế hệ trước cũng đang chăm chú quan sát diễn biến chiến cục từ quầng sáng lớn trên cao nhiều người thở dài tiếc nuối mục trần của bắc thương linh viện thật lợi hại bằng vào thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ đã khiến ma hình thiên phải dùng đến sát chiêu cuối cùng, nếu hắn có thể tu luyện thêm một thời gian thì mấy kẻ kia có ai là đối thủ của hắn, nhưng đáng tiếc là thiên tài yểu mệnh. Tình hình này Ma Hình Thiên đã ra tay sát thủ, hắn cũng nhận ra tiềm lực của người kia, chẳng thể nào. Nương tay lưu hậu họa. Nhiều ánh mắt nhìn lại Thái thương viện trưởng, nhưng lão viện trưởng chẳng hề biến sắc, dù cho huyết ma phù đã phủ kín tất cả mọi hướng của Mục Trần, sát chiêu đáng sợ bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn. Hiểm cảnh của Mục Trần đã có thể nói là cửu tử nhất sinh. Sau lưng Thái thương viện trưởng, Lạc Ly đang siết chặt tay vào trường kiếm, cục diện hiện tại đã khiến nàng vô cùng lo lắng. Linh Khê bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cất giọng trấn an, "Yên tâm đi, chưa có gì đâu, biến cố thực sự thì ta và viện trưởng sẽ ra tay." Lạc Ly khẽ gật, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn lên quần sáng. Nàng cũng biết khá nhiều những bản lĩnh mục Trần đang có, nhưng nhất thời lúc này, cũng không nghĩ ra được hắn sẽ dùng cách nào phá được tử cục trước mắt. Bắc Thương Linh viện không khí cũng căng thẳng vô song, mọi ánh mắt đều lo lắng nhìn lên trên. Cả trầm thương sinh, Lý Huyền Thông này nọ cũng bất an vô cùng, ai nấy đều thấy rõ hiểm cảnh của Mục Trần. Nhưng cũng chẳng có cách nào giúp được, chỉ có thể thầm mong Mục Trần chống cự được, dù cho đó có là chuyện bất khả thi. Mục Trần, cố lên! Mọi người đang trông chờ người đó. Trầm thương sinh thấp giọng nỉ non, hắn cũng chỉ có thể thì thầm như thế, vì chiến đấu trong kia chỉ có thể dựa vào chính bản thân Mục Trần. Ấm ẩm Ẩm, Huyết ma phủ mang theo biển máu ập tới che phủ ánh sáng thiên địa, các tầng dưới cửu thiên thang mọi người đều run rẩy sợ sệt. Ma hình thiên quả nhiên là nhân vật đỉnh đỉnh, trong số cường giả thế hệ mới Bắc Thương đại lục. Cục diện hiện tại e rằng Mục Trần đã không còn cách nào xoay chuyển cục diện. Hạ Du Nhiên đảo mắt, không người, nghiến răng định ra tay. Nhưng Liễu Ảnh lập tức xông tới trước mặt nàng chặn lại, bây giờ kia Mục Trần chắc chắn phải chết, còn cố gắng quấy rối làm gì? Lỡ như chọc giận Ma Hình Thiên, e rằng các ngươi không thể gánh nổi đâu. Hạ Du Nhiên hậm hực tức tối nhìn Liễu Ảnh trước mặt, nhưng cũng đành buông tay không xông lên. Nàng biết có ba tên kia ngăn cản, không thể nào kịp lúc xông qua cứu trợ Mục Trần. Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ đứng sau lưng Hạ Du Nhiên cũng đành thở dài. Ma hình thiên quá cường hoành, cả hai cũng không đủ dũng khí đối đầu. Có lẽ Thánh Linh Sơn lần này phải tay không quay về. Mục Trần nghiêm trọng đối diện huyết ma phù đang bùa vây, khí tức tử vong ập vào mặt khiến trái tim hắn đập thình thịch dồn rập. Bất chợt ánh mắt trở nên hung ác, Mục Trần ta bao năm nay không biết đã xông qua bao nhiêu tử quan, tất cả đều phải sụp đổ dưới chân. Ma hình thiên ngươi muốn đoạt mạng ta đâu có dễ dàng như thế. Mục Trần vung tay lên, 10 bình ngọc xuất hiện, bên trong bình là những ngọn lửa xích hồng hừng hực cháy. Búng tay bắn ra, Mục Trần đập nát toàn bộ 10 bình ngọc. Chính lúc đó, ngọn lửa đỏ rực trong khoảnh khắc bùng lên, thể tích ngọn lửa bành trướng cấp tốc, trở thành một biển lửa tràn ngập bao bọc lấy Mục Trần. Nhiệt độ cực nóng khiến không gian biến dạng, thân thể Mục Trần bị đốt đến đau nhức ngọn lửa này hắn không điều khiển được giải phóng nó thì hắn cũng bị tổn thương đó là cái gì hành động bất ngờ của mục trần khiến ai nấy ngạc nhiên chẳng hiểu hắn muốn làm gì hạ du nhiên nào nào khó hiểu những ngọn lửa trong bình ngọc kia do chính tay nàng thu thập giúp cho mục trần nhưng cũng đâu biết được ý định hắn muốn dùng làm gì chẳng lẽ hắn định dùng nó chống lại ma phù của ma hình thiên sao không thể nào chưa nói đến hắn có thể khống chế ngọn lửa bá đạo kia hay không đám lửa đó cũng chẳng thể ngăn được huyết ma phù kia được. Mục Trần mặc cho thân xác bị ngọn lửa thiêu đốt, hắn ngồi xuống tại chỗ, vươn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một đốm lửa tính yên tĩnh bừng cháy. Đó là bất tử hỏa, chính là ngọn bất tử hỏa mà hắn đã mượn từ Cửu U Tước lúc khu độc cho Trầm Thương Sinh. Bất tử hỏa do Cửu U Tước sau khi tiến hóa thành công tạo thành, uy lực của nó hơn hẳn Cửu U Hỏa ngày trước, đây chân chính là ẩn chiêu cuối cùng của Mục Trần. Mục Trần kết ấn quát khẽ, một lực hút dữ dội từ lòng bàn tay tuôn ra. Phừng phừng, lực hút hung mãnh khiến đám lửa đỏ quanh hắn gào thét bị cuốn vào, tạo thành những cột lửa bay thẳng vào ngọn lửa tím trên tay Mục Trần, tất cả bị nó hấp thu sạch sẽ. Chỉ chớp mắt, không gian tràn ngập biển lửa biến mất không còn dấu vết, còn bất tử hỏa trong tay hắn bừng cháy mãnh liệt, màu tím đen cực kỳ thần bí. Mục Trần ngẩng lên, cười nhạt, không chút tình cảm. Thình lình hắn đưa tay lên, há mồm nuốt lấy ngọn lửa tím vào trong bụng. Ngươi muốn liều mạng thì ta chơi tới với ngươi, để xem hôm nay ai phải táng thân nơi này. Chương 419, ai thắng ai bại? Hắn đang làm gì vậy? Hạ Du Nhiên trợn mắt há mồm nhìn Mục Trần nuốt lấy ngọn lửa tím, sắc mặt phấn khích vô cùng. Tuy chẳng biết ngọn lửa tím kia là cái gì, nhưng ngay cả biển lửa hừng hực kia cũng bị nó hút sạch, thì dĩ nhiên không phải phẩm vật. Sau đó Mục Trần lại nuốt nó vào bụng. Nhiều kẻ không biết lại cho rằng Mục Trần biết rõ tử cục, nuốt lửa tự sát. Mà Hình Thiên cũng cao mày, dĩ nhiên không có ý tưởng buồn cười ngu xuẩn đó tên mục trần là kẻ cứng cỏi dù có ở bờ vực diệt vong thì cũng chẳng làm ra cái chuyện phi lý như thế ma hình thiên cảnh giác hẳn lên hành động của mục trần tất phải có gì đó đặc biệt giết luôn cho rồi miễn sinh sự ma hình thiên kết ấn huyết ma phủ lấp lánh nhanh hơn thế lưới răng ra nhanh chóng kín kẽ rồi cấp tốc ập vào mục trần chỉ cần hắn trúng chiêu thì cả xương cốt cũng phải tan ra thành máu tuyệt đối không còn sinh cơ mục trần nuốt xong tia bất tử hỏa ánh mắt màu đỏ lại lóe lên một ánh tím da rẻ bắt đầu nhuộm theo màu tím thân thể run nhè nhẹ trong cơ thể mục trần đang nổi sóng cuồn cuộn sau khi đưa một tia bất tử hỏa vào trong người hắn liền vận dụng linh lực bao bọc lấy nó người bình thường nếu dám cả gan làm việc này e bây giờ đã ra cho nhưng mục trần lại khác vốn dung hợp với cửu u hỏa là thể chưa tiến hóa của bất tử hỏa do đó có nguyên lực đồng nhất khiến cho bất tử hỏa không phá hoại cơ thể của hắn linh lực tiến sát ngọn lửa tím sôi lên như nồi nước đun rồi dung hợp vào trong ngọn tử hòa ngay lập tức linh lực của mục trần bành trướng cấp tốc rồi như ngọn lửa hừng chạy như điên trong cơ thể hắn sức mạnh từ đâu đó như núi lửa phun trào từ trong người khiến cho mục trần mất đi khống chế đối với linh lực bản thân như con ngựa hoang thoát cương chạy loạn kinh mạch đau nhức vì áp lực khổng lồ đánh phá lung tung nhưng cũng may còn có nhị văn lôi thần thể sức chịu đựng của cơ thể cũng tạm đủ chống chọi được mục trần thở phì phò Ánh mắt tím dịu không chút sợ hãi đối diện ma phù siết lại, hơi điên cuồng mà khoái trá. Năng lượng trong cơ thể phải tìm chỗ thoát ra ngoài, nếu không thì hắn chưa chết, vì ma phù có lẽ đã nổ banh xác vì sức mạnh cường đại chạy loạn bên trong. Một quyền đánh thẳng, không hoa mỹ, trực tiếp nện vào huyết ma phù. Linh lực tràn ngập từ trong người theo đầu quyền tuôn ra, luồng linh lực ẩn chứa ngọn lửa màu tím nhỏ bé nhẹ nhàng phiêu đãng. không gian biến dạng, quyền kinh đáng sợ khiến cho đám cường giả xa xa trên tầng hai nuốt nước bọt làm thế nào mà quyền của hắn lại mang sức mạnh đáng sợ như thế? Biển lửa tím dịn đối đầu với biển máu đỏ thẫm, máu tươi cấp tốc bốc hơi, tiếng xèo xèo vang lên theo những hơi nước màu đỏ phiêu tán. Ngọn lửa tím bùng lên, chạm vào ma phù. Huyết tinh trên đó vang lên những tiếng như la thảm đau đớn. Rốt cuộc sắc mặt ma hình thiên kịch biến kinh sợ. "Đốt cho ta!" Mục Trần gầm lên, như tiếng giận dữ, cũng như tiếng đau đớn thống khổ, quần áo cháy ra cho, ngọn lửa tím từ mọi chỗ trên da thịt tuôn ra, Trông hắn cứ như hỏa thần, hung hãn tấn công ma phù. Xèo xèo. Huyết văn trên ma phù bị tử diễm đốt cháy phừng phừng, rồi lan dần lên trên. Sau một tiếng phục ma phù hoàn toàn mất tích. Ma phù bị hủy. Ma hình thiên học máu chấn lui, chẳng khác nào Mục Trần khi nãy. Chỉ có khác là ánh mắt tịch mịch hờ hững của hắn bây giờ chứa đầy chấn động, và kinh hãi. Hắn không thể ngờ được thí long ma phù lại tan rã nhanh chóng. Dưới một quyền duy nhất của Mục Trần. Ta không tin, trong lòng dậy sóng gương mặt ma hình thiên đã không còn giữ được vẻ hờ hững cao ngạo như trước nữa. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhìn thấy cục diện xoay chuyển cũng bất giác hoảng sợ. Không thể ngờ được mọi chuyện lại xoay như trong chóng chỉ trong vài giây như vậy. Rồi mọi người giật mình nhìn lại một thân ảnh trong hừng hực lửa tím đang lao tới, sát khí ngùn ngụt, ánh mắt điên dại xông thẳng vào ma hình thiên. Sức mạnh trong cơ thể vẫn chưa thoát ra hết, không phát tiết thì kẻ chết chắc phải là hắn. Ma hình thiên, đỡ một trưởng nữa này, mục trần gầm lên dữ dội, vung tay đánh tới một trưởng linh lực được thể cấp tốc chút ra như núi lửa phun trào. Một luồng công kích sắc tím màu ảo đổ ra như hồng thủy công kích ma hình thiên. Một trường đó, đám người hạ du nhiên, liễu ảnh, tô bất hủ cũng lạnh toát sống lưng, bọn họ chẳng thể nào lý giải được vì cái gì đã khiến cho thực lực mục trần, tăng vọt đến cấp độ nguy hiểm như vậy, năng lượng linh lực cùng bạo, và vô cùng bá đạo hoàn toàn khác với linh lực khi nãy của hắn. Năng lực đó hắn lấy đâu ra, bọn họ còn đang kinh nghi khó hiểu, thì luồng công kích đầy tử diễm đã bao phủ lấy ma hình thiên. Ma hình Thiên Hoàng hồn nhìn luồng công kích sắc tím, bất chợt ánh mắt trở nên dữ tợn. Hắn không thể chấp nhận mình lại thất bại dưới tay một tiểu tử thông thiên cảnh sơ kỳ. Bao nhiêu năm nay hắn luôn là kẻ đứng đầu lớp cường giả mới của Bắc Thương đại lục, để có được thành quả đó, bao nhiêu đồng bạn cùng tu luyện với hắn đã phải táng thân trong chính đôi tay của Ma hình Thiên, vì quy tắc chọn lọc cực kỳ tàn khốc của Long Ma cung. Hắn dùng bọn họ để tôi luyện thực lực, tâm ngoan thủ lạt với cả những bạn bè thân thiết nhất. Muốn kết thúc ta, ngươi chưa đủ tư cách ma hình thiên gào lên mái tóc bung ra xóa xuống nhìn như một kẻ điên hắn liên tục gào thét linh lực tuôn ra tràn ngập khắp nơi phủ đen một vùng không gian gờ ào linh lực hình thành một con ma long khổng lồ bay lên không dũng mãnh công phá luồng công kích tử diễm đùng một tiếng nổ khiến thiên địa rung chuyển lực phá hoại của hai công kích đáng sợ nhanh chóng tiêu hao lẫn nhau nhưng tử diễm lại bá đạo hơn cấp tốc thiêu cháy linh lực của ma hình thiên tử diễm tiến tới từng bước, dù vậy tiêu hao cũng không ít. Mọi người không rời mắt khỏi công kích dốc toàn lực của cả hai đấu thủ. Tử diễm đẩy con ma long đến sát trước mặt ma hình thiên, nhưng chỉ tiếc là đến lúc đó thì cả hai đều bị tiêu hao hết mà tan biến. Ngươi thua, ma hình thiên cất tiếng lạnh lùng. Hắn tuy không rõ vì cớ gì mục trần lại bộc phát chiến lực khủng bố, nhưng đây chắc chắn là ngoại lực, do đó phải trả giá đắt, sắc mặt mục trần xanh như tàu lá, hoàn toàn mất sạch chiến lực công kích mạnh nhất đã bị chặn đứng vậy thì kết quả cuối cùng đã có rồi mục trần mặt tái mét nhìn ma hình thiên khóe môi nhách lên khinh thường trào phúng thua là ngươi ma hình thiên trừng mắt lên bất chợt nhìn lại trong luồng công kích vừa mới tan đi có một tia màu đen bắn nhanh hơn điện xuyên qua không trung khoảng cách quá gần ma hình thiên căn bản chẳng kịp phòng vệ tia màu đen kia đã bắn thẳng vào mi tâm một lỗ thủng đen ngòm lập tức xuất hiện ở mi tâm của hắn thân thể ma hình thiên tức khắc khựng lại mọi ánh mắt lúc này đều trố ra. Bất kể bên ngoài Thánh Linh Sơn hay trong Bắc Thương Linh Viện, không khí các nơi như hoàn toàn bị cô đặc. Chương 420, xóa bỏ. Không gian tịch mịch yên tĩnh, dường như gió cũng ngừng thổi. Cửu Thiên Thang, mọi người tròn to mắt nhìn không rời, thần sắc ngây dại khó tin, cảm giác lạ lẫm tràn ngập trái tim, chẳng biết nên biểu hiện cảm xúc thế nào. Sự việc không thể giải thích nổi. Hạ Du Nhiên cũng há miệng ngơ ngác. Trên trán Ma Hình Thiên, Lúc này đã có một cái lỗ đen tròn to khiến nàng bất giác sợ hãi. Bên cạnh, Tây Thanh Hải, Tô Bất Hủ cũng thần sắc tương tự, ánh mắt nao nao, kinh hãi vô tận. Còn Liễu Ảnh thì đờ mặt ra, tự dưng cảm thấy lạnh toát toàn thân, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Thực lực chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, lại khiến cho hắn thật sự sợ hãi vô cùng. Đó là Ma Hình Thiên, là cường giả đứng đầu thế hệ mới của Bắc Thương đại lục, thế nhưng hiện tại đã thất thủ táng thân trong tay thiếu niên kia, việc này sẽ chấn động đại lục đến mức nào chứ? phía xa xa, màu tím trong ánh mắt mục trần cũng biến mất, hắn cự kỳ suy yếu, nhưng vẫn cầm cự đứng được trên cao không ngã xuống. Ngón tay màu đen cũng nhanh chóng trở lại bình thường, tia hắc ám giấu trong luồng công kích tử diễm lúc nãy chính là hắc lôi độc chỉ. Một chiêu bất ngờ đã kết thúc trận chiến hung hiểm vô cùng. Mục trần hờ hững nhìn ma hình thiên, hắn vẫn tròn mắt không nhắm lại, gương mặt kinh ngạc không tin, lỗ thủng to tướng trên trán bắt đầu dỉ máu, rồi nhanh chóng những đường gân đen từ mi tâm lan xuống toàn thân hắc lôi độc đã xâm nhập toàn bộ cơ thể ma hình thiên, lúc này cho dù hắn chưa chết thì cũng phải đau đớn đến chết. Thân thể ma hình thiên theo đó nứt ra, lách cách mấy tiếng rồi bang một tiếng lớn nổ tung trên không trung, một tia sáng lặng lẽ bắn đi. Dưới chân mục trần hiện lên long ảnh, hắn lướt đi theo chụp lại luồng sáng ý đồ muốn bỏ chạy kia. Trong luồng sáng là một hình hài như trẻ con mới sinh, nhìn như thực chất, đó chính là thần phách của ma hình thiên. Gương mặt của thần phách đó lúc này cũng đầy kinh hãi, bây giờ xem ai còn cứu được ngươi. Mục Trần độc ác nhìn thần phách trong tay, hờ vững cất tiếng. Mục Trần, ngươi đã thắng, ngươi còn muốn làm gì? Thần phách ma hình thiên hoảng sợ ré lên trói tai, cực kỳ sợ hãi. Lúc này hắn cực kỳ yếu ớt và dễ bị tổn thương, không thể nào còn ngạo mạn được như trước. Thần phách rơi vào tay Mục Trần, thế thì hắn sẽ dễ dàng bị xóa sổ. Bao năm nay chẳng biết bao nhiêu đệ tử Bắc Thương Linh Viện chết trong tay ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Mục Trần cười khẩy dữ tợn. Ngươi giết ta, Long ma cung chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, ma hình thiên hoảng hốt đe dọa. Thế sao? Mục Trần cười, linh lực còn sót lại bùng lên trong tay, nhẹ nhàng tuôn ra định chấn vỡ thần phách ma hình thiên. Tên này là một đối thủ khó sơi, may mà còn có bất tử hỏa, nếu không thì kẻ chết bây giờ chắc chắn là bản thân mình. Hắn chẳng thể nào ngu ngốc đến mức hy vọng ma hình thiên sẽ tha cho hắn. Vất vả lắm mới đánh bại được, có ai ngu dốt đến mức thả hổ về rừng, lưu lại đại họa. Tiểu tử, đáng chết thình lình một tiếng quát sấm sét vang lên không gian sau lưng hắn biến dạng rồi một bàn tay linh lực khổng lồ từ trong đó vươn ra hướng thẳng tới mục trần mục trần biến sắc hắc long ngươi khi dễ bắc thương linh viện ta sao không gian bên cạnh cũng biến dạng lập tức tiếng quát giận dữ của thái thương viện trưởng từ trong đó vang lên một bàn tay khác bay ra đập vào công kích vừa xuất hiện kia hai luồng trường ấn dữ dội nhanh chóng tan biến lão chó long ma cung tưởng ta sợ các ngươi sao kẻ này hôm nay ta đã định phải giết rồi. Mục Trần lập tức lui đi, sắc mặt độc địa giữ tợn, tay nắm chặt lại, linh lực bùng nổ phá tan thần phách. Bùm, Một tiếng kêu khe khẽ vang lên, thần phách ma hình thiên nhẹ nhàng bị chấn vỡ, hóa thành những đốm sáng lấp lánh. Mọi người trong khu vực bất giác run rẩy, ánh mắt sợ sệt nhìn thiếu niên trên cao. Không ai ngờ được Mục Trần hung mãnh quyết đoán, chấn vỡ thần phách ma hình thiên, hoàn toàn tiêu diệt cường giả đỉnh cấp một thời. Liễu Ảnh, Đồng Uyên sợ hãi trắng cả mặt, mục trần quả nhiên chẳng phải tay vừa mà hình thiên mà hắn nói giết là giết bắc thương linh viện thật bồi dưỡng ra những đệ tử hiền lành trong tháp nga sao quyết đoán và tàn nhẫn chẳng kém gì những kẻ sống trong núi đao biển lừa tây thanh hải và tô bất hủ cũng tim đập thình thịch chẳng nói được tiếng nào cũng hơi kinh sợ hạ du nhiên kinh ngạc cũng chẳng kém tên nhóc tàn nhẫn kia hoàn toàn khác với vẻ hiền hòa yếu đuối trước đó khí chất dũng mãnh khiến trong lòng nàng bỗng dưng có cảm giác khác trong vùng trở nên yên tĩnh không một tiếng động mục trần chấn nát thần phách ma hình thiên giơ tay kéo về đại tu di ma trụ cấp tốc bay trở lại chui vào cơ thể còn thanh hắc ma thương mất đi vẻ hung lệ khí phách lơ lửng trên cao đúng là thanh tuyệt phẩm binh khí của ma hình thiên phệ long ma thương mục trần giơ tay bắt lấy cây thương ma hình thiên đã chết cây thương cũng im lìm chẳng còn linh trí trước đó còn bị đại tu di ma trụ hành hạ một phen lúc này không còn hơi sức phản kháng lật tay cất đi phệ long ma thương một thanh tuyệt phẩm binh khí thì đâu có tầm thường ngay cả linh trị điện còn không có mà bán, bây giờ thu được chiến lợi phẩm dĩ nhiên không bỏ đi. Đại tu di ma trụ tuy lợi hại hơn, nhưng hắn cũng chưa thể vận dụng hoàn toàn được. Vệ Long Ma thương lại khác, sử dụng nó thì chiến lực tăng lên không nhỏ. Tịch thu chiến lợi phẩm xong xuôi, Mục Trần hờ hững nhìn sang Liễu Ảnh, Đồng Uyên, Chu Tuyên, cả ba bất giác lạnh gáy bước lui. Họ cũng biết Mục Trần bây giờ như cung dương hết cỡ, nhưng chẳng hiểu sao họ cũng không có một chút dũng khí để ra tay. Ngay cả Liễu Ảnh cũng sợ hãi ra mặt ba vị ở lại đội thánh linh tẩy lễ đi mục trần thản nhiên nói cả ba biến sắc rồi liếc nhìn sang hạ du nhiên tây thanh hải tô bất hủ rồi cũng đành nghiến răng cam phận chẳng chút phản bác mục trần giết chết ma hình thiên uy phong thật đáng kinh sợ mục trần lại nhìn sang tây thanh hải và tô bất hủ cả hai tự dưng cũng cảm thấy không yên nếu mục trần không muốn chia chác tẩy lễ lực với họ thì thật sự họ cũng không đủ dũng khí cảm giác có vẻ như đành bất lực coi như mình xui xẻo hạ học tỷ tây huynh tô huynh tẩy lễ lực sắp đổ xuống mau chuẩn bị thôi bọn họ đang lo lắng thì mục trần mỉm cười ánh mắt trừng trừng địch ý hoàn toàn biến mất vẻ đẹp trai hiền hòa trở lại trên gương mặt hạ du nhiên thì cười khúc khích xem như cũng biết tính vị học đệ này hắn chắc không phải loại qua cầu rút ván tây thanh hải và tô bất hủ vui sướng thở phào cảm thấy may mắn thêm một chút cảm kích mục trần mục trần từ từ hạ xuống dừng ngay trước lối đi lên tầng một cửu thiên thang ba người kia cũng nhanh nhảo lướt tới đứng sau lưng mục trần ở đây vị trí càng cao thêm một chút thì càng nhận được nhiều tẩy lễ lực và vị trí tốt nhất dĩ nhiên chẳng ai dành với mục trần mục trần ngồi xếp bằng ngẩng lên nhìn khối năng lượng trên tít cao xa kia ánh sáng càng lúc càng rực rỡ rồi một âm thanh lanh lảnh như chuông ngân vang rền hào quang sáng trói lóa, mọi người háo hức nhìn lên những hạt mưa vàng óng ào ào đổ xuống thiên địa dường như mất đi trọng lực như được rửa trôi đi vậy thánh linh tẩy lễ cuối cùng đã đổ xuống